năm trước mình trồng một tỏi gấu ở trong cái khu rừng này, nên là hôm nay mình vào đây thử xem là tỏi gấu có còn mọc cây nào không. Nhưng mà đi đến đây thì nguyên một cái vườn linh lan đó, mới nhìn qua thì anh đi cũng nói là ô đây tỏi gấu mà năm trước cách đây 2 năm á em trồng ở đây. Nhưng mà mình nói không phải, cái này là cây linh lan, cây độc nè. Hoa của nó thì bây giờ cũng đã bắt đầu tàn nè. Cây linh lan nè cả nhà thấy không? Cái thân của nó cao cao ha. Đây. Thân của nó cao cao lên và lá nó ở trên nè. Đó, nó hai cái lá nhưng mà nó chỉ có một cái thân thôi. Nhìn giống rừng tỏi gấu không? Cái này là ăn là tiêu luôn á.